Chào các bạn nhá. Buổi sáng mình bắt đầu mình sẽ sửa một cái nồi cơm sáp mã như thế này. Với cái lỗi khách bảo ấy là nấu chín cơm ok nhưng mà hôm sau nấu không nấu nữa. Tóm lại là nó không lên nguồn. Thì cái nồi này nó rất là bẩn. Khách bảo là nhà có con chó nó đẻ ra chín con chó con hay là mang cái nồi này ra để nấu cơm cho con chó đấy, con chó mẹ. Tóm lại là nồi này thì nhìn rất là bẩn, chắc là khách mua lâu rồi nhưng mà không dùng nữa. Thế là do con chó nó đẻ nhiều con quá thế là mới nuôi ra để nấu riêng cho cơm chó mọi người ạ. Nhưng tóm lại là nó nồi mình có ghim điện này thì nó ăn 0,9W. Thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu ấy là nó không phải là cháy cầu chì. Mới đầu mình cứ nghĩ là nó cháy cầu chì cơ. Nhưng mà sau đó mình chúng ta bấm này, gạo đồng bằng này, bấm không tác dụng gì. Không cái gì nhá, mọi người nhá. Thì thực ra cái trước đó thì mình không phải là cái này là cái thứ hai mình sửa. Trước đó thì mình đã sửa cái khiển này rồi cơ. Cái khiển này với cái lỗi của nó ấy, là cái phím này này, cái phím này cái nhựa nó kiểu gì ấy, thế là nó mình đến tay mình bấm cảm giác như không có độ nhảy lên, nó cứ giữ thôi, do cái nhựa này nó bị có sự cố. Thế là tháo ra thì do cái phím này chập hay sao ấy, thế là nó chết sửa cái mắt phát này, chết mắt phát, thay mắt phát xong thì bắt đầu bấm thử thì cái này nó cứ giữ lại. Nên cuối cùng là nguyên nhân là do cái phần nhựa này cơ khí nó có vấn đề. Là mình phải dùng cái dao rạch giấy mình khuyết sâu dao rộng ra thì là bấm nó nhả lên là ok. Nhưng phím khác không bị, nhưng đúng cái phím tắt mở bị mọi người ạ. Điều khiển Samsung xịn đấy. Thì con này để mà sửa con này á thì cái bo này chúng ta phải thảy cái này ra các bạn ạ. Để mình lấy máy sấy tóc đã. Mình không nhầm thì cái model này là nó có ốc ở cái mặt này các bạn ạ. Nên mình phải bóc cái mặt này ra. Không biết có đúng không? Đúng luôn. Vẫn nhớ mà, ngày xưa tháo nhiều vẫn nhớ mà. Đây, chúng ta sẽ phải tháo 1, 2, 3 con ốc này ra nhé. Đó, để mình tháo đã. Không rõ có đúng không, cái nồi này sản xuất năm 2006 này. Chắc đúng đấy các bạn ạ. Thì nhiều trường hợp thì nó không vào nguồn đấy là nó cháy cái điện cái cầu chì nhiệt này nhá, nhưng mình khẳng định là cầu chì nhiệt không cháy đâu. Đây mình đo luôn, bởi vì mình thấy mình qua cái thao tác mình nhìn cái đồng hồ đo dòng của mình ấy để mình bắt lỗi mà. Thì cái dây cái đồng hồ ở trong cái dưới đáy nồi này, nó có một cái cảm biến nhiệt để kiểm soát nhiệt độ để nấu cơm nhá, và một cái cầu chì nhiệt này để bảo vệ. Ở chế độ bình thường nó chỉ luôn luôn dính thì nó sẽ dính từ dây đen là đầu từ đầu vào này sang dây trắng nhá. Thì mình sẽ đo từ dây đen sang dây trắng này, dây đen ở cái đầu ổ điện vào này sang dây trắng nhá, đó nó thông ok nhá. Còn dây xanh thì nó đến đây đấy, cầu chì nhiệt nó không cháy đâu mà, thì nó mới có cái nguồn ăn, nó có cái dòng 0,9W đấy các bạn ạ. Khách hàng này là một anh giáo viên cấp 2, nhưng mà đợt vừa rồi quê mình làm cái đường nhựa, à làm một cái đường bê tông rất to và đẹp, thế là sốt đất cát ở làng nó sốt, thế là hai vợ chồng thầy giáo này chuyên về bớt đất cát, buôn bán đất cát, thế là lãi được chả biết được hàng chục tỷ hay sao ấy các bạn ạ. Kinh khủng thật, đất quê mình đặt vừa nó sốt kinh khủng, nhưng bây giờ nó tích cho người dân tự tiện chuyển đổi giấy tờ về đất cát nữa rồi, nên đã bị chứng lại. Tức là bây giờ muốn mua bán đất cát ấy, thì không phải cá nhân mua nữa, không làm giấy tờ cho cá nhân nữa, mà phải là tổ chức công ty thì mới làm được các bạn ạ. Nên dạo gần đây mấy tháng ở đây quê mình bắt đầu đất chứng lại đó. Bây giờ con này thì lâu lắm quá này, dán nó làm tổ này mọi người nhé, để vệ sinh qua nó đã, sau đó là mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo đạc xem nó như thế nào. Phần dán rất nhiều này, và mình nhìn thấy có một số cái chân nứt này, ban đặc trưng của cái đồng đồ này đấy, vết nứt này, chân 1, 2, 3 chân đang bị nứt ra này. Đây, zoom cho mọi người nhìn được không này. Coi để nó nứt này, nó gây ban nhé, đúng vào cái phím bấm mở chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ cứ kiểm tra phím đã, bởi vì đôi khi nó lâu năm phím nó lỗi chẳng hạn các bạn ạ. Nhưng mà không thể xảy ra trường hợp là lỗi được nhiều phím như thế, bởi vì mình ấn các loại phím Kender hay ủ hay là nó có mấy chế độ lấu đấy mà đều không bấm được mà. Ồ, không bấm được thật này.
bấm khó thôi. Đấy, phím các loại chế độ khác này, nó bình thường, đấm ấm bình thường này. Đó. Phím nào nữa nhỉ? Phím này nữa. Đó, chỉ có một cái phím này thôi, nó bấm khó thôi. Phím này không biết là cái phím gì nhỉ? Phím nấu gạo đồng bằng các bạn nhé, còn những cái gạo khác. Tóm lại là phím này mà hỏng thì mình vẫn bấm được cái chế độ nấu khác các bạn ạ. Đây, cái phím này mình cũng sẽ thay cho khách. Nhưng mà để ra để dùng xăng để đánh sạch cái này đi đã. Và nghi ngờ có phải cái này không thì tí nữa để thử. Vừa vệ sinh qua nhá. Cái này là cái zin bản của nó nhá. Khách cái nhà sản xuất hàn cái led hiển thị này sau đó không vệ sinh đấy nhá, vẫn để nguyên thôi, chả vấn đề gì đâu các bạn ạ. Thì đây là con mờ su này, con IC vi xử lý này, mạch này. Nói qua cho mọi người về cái bản chất cái bo này đã. Biến áp cấp nguồn. Biến áp này thì đây là sơ cấp 220 được vào cấp vào đây. Bên thứ cấp thì nó có một cái quặn dây, nó lấy ra một cái điểm chung ở giữa. Thì đó chính là GLD. Xung dương đây hoặc xung dương đây nó cứ đảo nhau liên tục ấy. Được chỉnh lưu qua hai diode này. Thì là ta sẽ gộp lại đây. Tóm lại nó chỉnh lưu cả bán kỳ nhưng chỉ có hai con diode thôi. Bởi vì ấy, là biến áp nó có một cái đường giữa là ra là âm. Âm tụ này. Nó chỉnh lưu ra 12V nhưng mà nó không được ổn định đâu. Nên nó có thể đo được lên 14, 16V tùy điện áp đổ vào chúng ta là cao hay thấp. Thì cái nguồn đấy là nó sẽ cấp cho cái cuộn hút con dưa le này để cấp nguồn cho mâm nhiệt. Con này là ủ thành nồi xung quanh. Còn con chi ác này là ủ lắp vung, hai chi ác ủ nhá. Tiếp tục cái nguồn đấy nó sẽ hạ qua một con bộ dạng như 7905 ấy, DZ này. Điện trở phân áp cực B này và chan to này để hạ ra một cái nguồn 5V. Cái nguồn 5V đấy nuôi cho ông MSU này này, ông MSU này vẫn có thành anh dao động nhá. 4M, 4.00 là 4M mọi người ạ. Thì thông qua cái sự giao tiếp nó đi lên đây thì nó sẽ thực hiện phím bấm, mà chọn phím bấm trên này và led hiển thị trên này mọi người nhé, do con này nó quản lý hết. Nó có hai con cảm biến nhiệt, một con ở đáy nồi để kiểm soát nhiệt và một con ở đây nằm ở đây trên mên để kiểm soát môi trường sao ấy mọi người ạ. Mùa đông nó nấu kiểu khác, mùa hè nó nấu kiểu khác do nó bù nhiệt với nhau thôi các bạn ạ. Rồi cái mạch này nó cũng có ACD đấy nhá, mình chưa rõ ACD nó lấy theo kiểu như nào. nó có cái thôi được, không để ý, không cần, bởi vì là đôi khi cũng lỗi là ACD cũng không bấm được, con này không bấm được phím và khi ghi điện nó không hiển thị cái led gì đâu, chúng ta phải bấm được phím bắt đầu nó thực hiện đèn báo thì chúng ta mới biết mà. Nhưng bây giờ cứ hàn này đã rồi tính tiếp. Mình bị viêm họng mà lại còn nhờn kháng sinh rồi, uống mãi không khỏi, uống gần hết hai vị rồi. Bình thường mình cứ uống kháng sinh thì mình chỉ uống đến 2 vỉ thôi. Là 20 viên đấy. Cái mỏ hàn này hôm qua mình chơi trò dùng chiếc. Hạ bây giờ mình đang hạ ở tầm 60W, 60, 65W nên hàn quá đẹp luôn mọi người ạ. Hàn những cái mối hàn đây này. Chứ không phải cứ phải bóp nhả liên tục vì nó nóng quá mà. Đây là cho mọi người xem mình hàn nó nhá. Dùng kỹ lên nhá. Hàn nó rất là đều đặn như ngày xưa, như cái mỏ hàn cũ. Chứ nó không nóng quá. Đấy, mỏ hàn sung nó phải hàn được như này chứ. Chứ nó nóng quá hàn không thể hàn được. Và này còn nhanh đứt đầu. Đấy, nhiều lúc mình bóp liên tục đấy các bạn ạ. Mình hàn nhanh ấy. Rồi lúc nào thích chơi to thì vặn cái này lên được 100W các bạn ạ. Buồn cười kinh. Đôi khi sửa chữa chúng ta tự biến thể được cái thiết bị của chúng ta là sao cho cảm thấy hợp lý. Bạn ấy tặng mình, bạn ấy bảo là bạn ấy sau khi bạn ấy cuốn xong hay là bạn ấy ngâm trong dung dịch cách điện. Dung dịch đấy, thế là nó mới cái dung dịch đấy nó ngấm sâu hết vào trong cái lõi sắt tử ấy, nên mình thử không hề có độ dung gì luôn. Mặc dù là vặn nhỏ này thì nguồn cấp không được cả bán kỳ, không hề hình xin đâu, nhưng mà nó cũng không có độ dung gì, nhưng mà không biết tháo ra nó có bong bẩn không, nó sẽ nằm bên trong những cái khe sắt tử mà. Đó, bây giờ mình sẽ thay lấy dây điện mình ghim thử.
Chúng ta quan tâm đến cái bo này nhá, mình sẽ đo các mức nguồn một chút, và trước khi đo thì mình sẽ dò cho mọi người về cái điện áp mình đo nó như thế nào, để cho mọi người hiểu về cái bản chất khi chúng ta sửa chữa chúng ta cần kiểm tra như nào nhé. Thì cái quan trọng là mình sẽ ghim điện, mình đo xem có nguồn như mình bảo là 14 hoặc 16V trên con tụ này không. Thì sau đó cái nguồn này nó sẽ hạ ra một cái nguồn 5V. Để lui MCU thì mình phải kiểm tra cái nguồn 5V đấy xem nó đã có chưa. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá, đây là con tụ lọc nguồn đầu vào như vậy này, và ở đây có một con tụ nữa là 16V 100mA, thì mình đang đoán con tụ này là con tụ lọc nguồn 5V cho IC vi xử lý. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm này, con DZ này, con Tràn Thuận này, con điện trở này này, thì nó như là cụm 7905 nhá. Thì chúng ta sẽ thấy nhá, cái vấn đề là mình chia sẻ cho mọi người ấy, là chúng ta nhìn cái bo mạch này chúng ta chả biết đo đâu, mình chả cần trọng động đến con này, mình đang còn quan tâm đến mức nguồn đó, để làm sao nó con này là phải có vi xử lý, người con vi xử lý này phải có nguồn đã. Khi có nguồn xong rồi thì bắt đầu là nguồn 5V mà ok rồi thì mới đầu kiểm tra thạch anh, reset các thứ và các lạnh các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ để ý này, đây là cái này nó ra âm của tụ, thì là âm toàn mạch nhá, âm chung nhá. Thì xung dương đây, hoặc xung dương đây, xung dương nó vòng ra đây này. Đấy, đường này là đường ACDS, cũng không quan tâm, chưa quan tâm vội. Xung dương ở đây được chỉnh như con diode này, còn được xung dương ở đây. Khi ở đây xung dương thì ở đây sẽ là xung âm nhá. Thì con diode này không tác dụng nữa, mà xung dương đây được chỉnh như này này. Nên là chỉnh như cả bán kỳ ấy. Thì ta sẽ đo đây và đây là sẽ được khoảng 14 16V nhá. Và tiếp theo này, do nó như là một cái cụm 7905 ấy, thì tóm lại cái nguồn dương ở đây, dương 14V, mình cứ giả sử 14V, nó vẫn chung với dương của 5V ra. Bởi vì cái mạch 7905 nó tạo ra một cái GND khác, tức là tạo ra một cái âm khác, và mình đo ở cái âm đấy so với cái chân dương này nó là 5V, thì cái âm đấy nó chính là GND của con vi xử lý này. Thì đây nhá, chúng ta sẽ nhìn này, dương này nó đi qua cái dây di này nhá, đây là một cái dây di to tướng này, nó đi qua cái dây di này, nó sang bên này này, rồi nó sẽ đi vòng vòng, các bạn cứ để ý mình vòng vòng này, nó lên đến đây. Chúng ta sẽ thấy nó đây, vừa đi qua dây di tới vị xử lý ấy, chúng ta sẽ thấy tới đây nhá, là tới chân dương của con tụ 16V 100mA mình bảo nhá. Đấy, mình sẽ tí nữa mình sẽ đo nguồn 5V ở đây mà. Rồi âm của nó thì chính là GND rồi. Nó ra chân của cảm biến này, tóm lại mình không cần dò nữa, âm ở đây nhá. Nó sẽ đi về chân E của cái ông Tràn Thuận này, thì đây nhá. Dòng chảy nó từ dương mà đi qua đây mà, đi sang về âm nhá, và đi như này, đi tới đây này, đi qua cái dây di này, vòng 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 tới chân e này các bạn này, và nó sẽ đổ từ E sang C đó, tóm lại là chúng ta sẽ thấy, và nó không mở hết đâu nhá, mà nó mở chỉ một ngưỡng với cái điện áp phân áp tại cực B là 5V 6 ấy, thì nó sẽ mở để nó ghi áp một cái là từ dương đây, và cái GND này chúng ta đo giữa ở đây và chân C của nó thì tương đương với ở đây thì là 16 hoặc 14V, nhưng chúng ta đo ở đây và cái chân E của nó thôi thì chúng ta sẽ đo chỉ được 5V thôi, bởi vì nó sẽ mở từ E sang C, không mở hết, bởi vì mở nhiều ít là phụ thuộc vào điện áp tại chân B của nó. Chúng ta sẽ đấy này, có một con DZ nhá, con DZ này mình đoán là DZ 5V 6 nhá, con DZ này này. Anh nồi cơm sáp là anh chuyên dùng cái kiểu con 5V 6, kiểu dạng kiểu màu cam như thế. Nó tràn vào đây này, sau đó nó đi qua phân áp qua con điện trở để về âm của nó đấy, thì nó xác là một cái điện áp 5V 6 đây mà mọi người nhá. Thì đó, bây giờ chúng ta đã, các bạn đã hiểu rồi nhá, đã hiểu mạch rồi, bây giờ mình sẽ ghim điện để mình đo, chứ mà mình cứ làm mà mình nhìn mạch thì mình hiểu, sau đó mình cứ đo loạn lên thì mọi người không hiểu được là mình đo cái gì, kiểm tra thế nào. Video mình chia sẻ nó rất là dài, mình không đánh vào con chết luôn, mà thực tế mình chưa biết con nào chết mọi người nhá. Và mình đang, cái hướng của mình là đang kiểm tra như thế nào, ở đâu, và mình nói cho mọi người hiểu, mọi người biết. Lại nói về cái chuyện là mình cấp điện như nào, cấp điện 220 như nào đây, để cho mọi người biết. Thì mình vừa nói rồi, đây là cái cuộn sơ cấp, nó sẽ được cấp 220. Thì chúng ta sẽ thấy này, mình vừa cắm vào đây nhá, là dây com chung nhá, nó đi qua điện trở, đi qua cầu chì, nó đi vào chân này rồi. Còn cái chân này nữa, nó đi thẳng tới nó luôn. Thì giả sử mà các bạn ấy cấp vào chân này thì chả tác dụng gì nhá. Bởi vì ấy, cái chân này là chân điện áp vào này, nó sẽ được tới đây ấy, nó được đấu qua, được đóng qua con
tiếp điểm dưa le, đây tiếp điểm dưa le để ra mâm nhiệt đấy, đây đây chân này chân ra mâm nhiệt nhé. Đó, mọi người sẽ nhìn thì mình sẽ hiểu được là mình đang cấp điện như nào. Đó, mình đã ghim điện nhá. À, để xem nó có lên không, sợ hàn lại nó lại lên được rồi sao. Không gì các bạn nhé, không bấm được phía nào luôn mà. Không gì cả rồi. Cái này nguồn này nó không cách ly đâu nên sờ nó sẽ bị giật đấy các bạn ạ. Nên sờ chúng ta sẽ... Thì đây mình lấy mát ở đây nhá. Đang ăn 0,91W kia thì kiểu gì cũng có điện áp rồi. Đó, có 16V nhá. Bắt đầu mình sẽ đo 5V này. Mình đo 5V trên con tụ vừa nãy đâu nhỉ? Đây, với dương bên này. Và bên này. Như vậy là nó không có điện áp nhá, mọi người nhá. Còn có điện áp âm kìa. Ôi giời, sao lại thế nhỉ? Không có điện áp 5V cho vi xử lý các bạn nhá. Thì bắt đầu mình sẽ dò ngược lại này. Mình sẽ kiểm tra con 7905. À, cái cụm mà tạo ra nguồn 5V ấy, thì bây giờ mình sẽ đo như này nhá. Ờ, đây là mát này. À, đây là 16V này. Phân áp qua DZ 5V6 về mát thì mình sẽ đo ở đây sẽ được khoảng 5V6 cơ. Mình đo được tận 16V này. À, muốn đo được 5V6 ấy là phải đo giữa cái chân E này và chân B của nó. Chúng ta đo đang không có điện áp nhá, mọi người nhá. Thì nghi ngờ của mình là con DZ này chập chẳng hạn. Bởi vì khi mình đi vệ sinh ấy, mình thấy nó chân nó rất là xỉn. Khi mình vừa ra mình dây đấy mình thấy có một phân dán ở đây này nên chân nó rất là dỉ nên mình đang nghi ngờ nó lỗi nó mất cái nguồn 5V đấy các bạn ạ. Đây này, con này này mình thấy nó dỉ như này ở chỗ này này, nó là con DZ 5V6 nhá. Nên bây giờ mình sẽ hút ra, mình sẽ đo ngoài cho chúng ta tham khảo để mình tìm con khác mình thay. Mình thấy một chân của nó bị như một cái phân dán nó nằm một chân nên nó dỉ. Lúc mình ra mình dùng xăng mình đánh rồi. Để mình xem là nó ghi chữ B16. Nó ghi chữ B16 đâu các bạn ạ. Nhưng mà mình đoán là vi xử lý nó chạy 5V thì kiểu gì con này là 5V6. Bởi vì nó sụt áp trên mối nối EC của con chan thuận kia. Một cái điện áp rơi vào 0,6V nữa mọi người nhá. Những cái mạch này thì bạn nào mà xem các video mình sửa nồi cơm ấy thì các bạn sẽ hiểu rồi. Đó AK này, thông này. Đó có A mà thông là chiếc toi này. Đấy, chết chập rồi nhá mọi người nhá. Đo như này không vẽ thông đâu, nó chết dẫn tới là nó không xác lập cái điện áp tại cực B. Tóm lại là đáng nhá, nó sẽ ghi một cái điện áp cực B bây giờ ấy, nó chết chập, nó cứ đến nó đưa điện áp 16V vào tận đây rồi nên lúc nào điện áp đây cũng cao nên không mở được, không mở được con chan này, dẫn tới là nó không có nguồn 5V ra đấy. Coi như là con chan này luôn khóa EC, dẫn tới là không hề có cái tí điện áp âm tại GND của âm 5V các bạn nhé. Mình đang đo E, B, E, C ở đó. Và đo CE thì không chập đâu. Ô, nó có thông này. Ờ, sao nó đo thông như thế nhỉ? Để mình hút thở nó ra mình đo thử. Không nữa nó chết. Nó chết rồi. Chết rồi, chết chập cả vì xử lý rồi thì thôi rồi. Nhiều người hay động cái con này mà không để ý là hay dính. Hay dính con này mà bão hòa. Không biết lại thay con chăn thoát ở đây, à chăn ngược ở đây chẳng hạn. Mà bão hòa dẫn tới là cái GND nó dính chung nhau luôn. Thế là vì xử lý cấp một cái điện áp 16V hay là chết toi luôn. Đấy, không thông đâu các bạn nhé. Còn nó thông thì mình chưa rõ nó là cái gì. Mình vừa tháo con DZ 546 cũng trên bo sáp sát của mình nhé. Đây này, cho nó ôn ok nhé. Rồi mình sẽ đo cho mọi người tham khảo này. Để thông mạch nhá. Thì đo AK không thông này. À đo AK thông này, K không thông đâu nhá. Và nếu mà để thang đo 10K thì đồng hồ sẽ ra 12V ấy, thì nó sẽ có dòng tràn bởi vì con này có 5V6 đâu mà. Theo như nhìn nhận về hiểu mạch của mình ấy thì con DZ này có thể chết chập thì an toàn cho vi xử lý bởi vì là con chan thuận này sẽ khóa. Nhưng nếu mà nó chết đứt là chết vi xử lý. Nếu mà nó chết đứt là một này,
hai là mọi người không hiểu mà lắp con 4148 ở đây thì coi như không có dòng tràn thì không khác gì chết đứt, hoặc như bạn nào tháo bỏ nó đi thì coi như là chết đứt coi như là không có trên mạch, không có cái dòng tràn gì, thì dẫn tới là con tràn thuận này được do cái con điện trở nó phân áp về mát ấy, thì là nó luôn mở, nó mở bão hòa là chết toi vì xử lý luôn nhá mọi người nhá. Tóm lại nó chết chập như cái view này mình làm ấy, mình gặp ấy, thì là ok, an toàn vì xử lý, bởi vì là coi như là không có nguồn cho nó, không có GDD cho nó. Nhưng nếu mà nó chết đứt hoặc các bạn tháo ra, hoặc là các bạn thay bằng con DZ ổn áp to hơn, hoặc là các bạn lắp con diốt bình thường là có khả năng sẽ chết toi vì xử lý các bạn nhé, bởi vì nó không còn ghim dòng trạng ghim áp nữa mà. Đó, mình đã thay nhá, để xem thay đúng không, vừa làm vừa nói lại thay nhầm chiều, đúng rồi, ok. Bây giờ sẽ đo thử con này, bây giờ có nguồn không biết là nó có báo lỗi nếu nó chạy được ấy, bởi vì mình chưa cắm cảm biến mà. Làm này đôi khi phải chính lại cho mọi người nhìn được cho nó rõ, khó lắm. Mình ghim điện này không kêu các bạn ạ. Và mình sẽ đo thử nhá. Đây là dương này, đã có 5V đẹp nhá mọi người nhá. Và đi thử lật qua xem nó có báo lỗi không. Đấy, báo C1 luôn mọi người nhá, đã chạy nhá. C1 chẳng qua là không có cái cảm biến này này. Đây là hai dây ủ có thể vứt đi cũng được, nhưng mà cảm biến lỗi là nó báo lỗi. Mình ghim lại này, hết báo lỗi nhá. Và phía này bấm hơi khó này, phía con đấu gạo bằng bằng đồng bằng này, đấy vẫn bấm bình thường nhá. Ôi mọi người không nhìn được. Đó, candle này, ok nhá. Các chế độ khác này, nó có nhiều chế độ mà. Đó, như vậy nó ok nhá. Hẹn giờ này, ấn cái nút vàng này lên ấy, thì là bắt đầu dây ủ được kích nhá mọi người nhá. Như vậy là nó đã ok. Ban cuối cùng là do con DZ chết. Và rất may mắn là chết kiểu chết chập. Còn bây giờ thì mình lại phải đi làm. Vừa có số điện thoại vừa có cuộc gọi đấy các bạn ạ. Hôm nay tranh thủ có người thân ở nhà, hay là mình đi xem cái bo cắt dây này. Cái mạch này đang báo lỗi, chờ chú mình kiểm tra. Đấy, nhắn từ chui từ chiều qua, hôm nay mình đi. Thôi, mình sẽ lắp nó sau, cứ để đây thôi, mình đi làm đó. Qua video mọi người lại có tham khảo một cái ban bệnh trên một chiếc nồi cơm sáp nhé. Chào tất cả các bạn.